thực hiện sự chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc thi hành án. Mới đây, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa tổ chức thi hành án đối với ông Liêu Văn Nam, cha bà Võ Thị Thủy Tiên, ngụ ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa bằng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản là quyền sử dụng hai thửa đất số 251 và 252, tờ bản đồ số 19, xã Đức Lập Thượng với diện tích gần 2.200 m², do ông Liêu Văn Nam đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chi cục thi hành án tiến hành kê biên tài sản của bà Thủy Tiên là gồm hai thửa đất. Nguyên trước đây, vợ chồng ông Nam và bà Thủy Tiên đứng ra chơi hụi, vay tiền của một số hộ cư ngụ tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng. Đến khi không còn khả năng chi trả, một số chủ nợ khởi kiện yêu cầu tòa án can thiệp. Theo các bản án, quyết định của Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, bà Võ Thị Thủy Tiên phải thi hành 12 bản án với số tiền gần 700 triệu đồng và hơn 15 triệu đồng tiền án phí. Ngoài ra, bà Thủy Tiên, ông Nam còn phải thi hành 3 bản án khác với số tiền gần 345 triệu đồng và nộp trên 33 triệu đồng tiền án phí. Dù các bản án đã có hiệu lực pháp luật để thi hành và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa ra quyết định thi hành án từ cuối năm 2013, nhưng bà Thủy Tiên và ông Nam không còn khả năng để thanh toán. Tiền của em là 89.500.000, nhưng mà thi hành án có quyết định này cách đây 3 năm rồi, đến ngày giờ này mới kê biên, nhưng mà tài sản của bà Tiên thì nhiều lắm nhưng mà không kê biên. Chỉ kê biên cái phần đất có mồ mả như thế này, mà trong cái bản án đó mười mấy người thì không có bao nhiêu tiền cho một người hết đó. Một vấn đề làm cho nhiều người được thi hành án bức xúc chính là việc tính toán để tìm mọi cách tẩu tán tài sản trước khi tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng chi trả cho các chủ nợ. Nhiều người dân nói không biết khả năng chính xác đến mức độ nào, nhưng soi rọi lại hành vi của ông Nam và bà Thủy Tiên làm cho người ta hết sức nghi ngờ. Tại sao đối với những người khác chỉ dựa vào lòng tin để vay mượn tiền, chơi hụi, còn đối với ông Đỗ Tuấn Khoa khi vay 200 triệu đồng lại tính toán thiệt hơn? Biết mang hồ sơ đến để công chứng hợp đồng thế chấp để đảm bảo số tiền đã vay, nhưng một khi vay được lại không trả tiền vay cho bất cứ một cá nhân nào. Phải chăng họ đã tiên liệu trước là sẽ tuyên bố vỡ nợ nên thế chấp phần đất ở mặt tiền đường giao thông? Nếu có gì thì cũng còn có cái để gỡ gạt. Chuyện này cô Tiên á, thì những người chơi hụi này là yêu cầu có tờ giấy xác nhận là có chơi hụi và nợ cô Tiên phải thanh toán, đều có giấy tờ. Vì chỗ đó mà tòa án mới xử. Và xử thì bây giờ vợ chồng cô Tiên thì vấn đề tài sản thì nhiều lắm, mà tẩu tán nó mất tiêu hết rồi. Tức là những người này có sự tính toán trước khi tiền bố vỡ hụi. Về quá trình tổ chức thi hành án, ông Liêu Văn Nam và bà Võ Thị Thủy Tiên đồng ý để Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa kê biên phát mãi quyền sử dụng đất các thửa 251, 252, 145 và 146 ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, để đảm bảo thi hành phần án phí và trả dân sự cho những người được thi hành án, nhưng với điều kiện số tiền thu được từ việc xử lý quyền sử dụng đất các thửa 145 và 146 phải ưu tiên thanh toán cho ông Đỗ Tấn Khoa vì có hợp đồng thế chấp tài sản để vay 200 triệu đồng. Trong khi đó, những người được thi hành án không đồng ý với lý do khi xử lý các thửa đất 145 và 146 phải ưu tiên thanh toán cho người được thi hành án vì ông Đỗ Tấn Khoa không có bản án của tòa án. Cũng cần nói rõ thêm, trong ngày 31 tháng 10 năm 2013, ông Liêu Văn Nam và bà Võ Thị Thủy Tiên đã thế chấp cho ông Đỗ Tấn Khoa ngụ tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa để vay số tiền 200 triệu đồng. Hợp đồng công chứng số 2424 ngày 31 tháng 10 năm 2013. Và hiện nay, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đang thụ lý đơn khởi kiện của ông Đỗ Tấn Khoa để tranh chấp hợp đồng vay tài sản. 4 cái thửa đất 145, 146, 151, 152 đã được có cái quyết định là kê biên cho nhóm tụi em. Nhưng mà chưa kịp kê biên thì Võ Thị Thủy Tiên này mới nói là đã thế chấp cho ông Khoa.
Và được biết là bây giờ ông Khoa đang thưa kiện ra tòa. Nhưng mà cái thời gian Khoa thưa kiện ra tòa là có sao cái quyết định của nhóm tụi em. Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa cùng các cơ quan chức năng tiến hành kê biên quyền sử dụng đất hai thửa số 251 và 252 để thi hành án. Còn đối với hai thửa đất 145 và 146, tòa án chưa giải quyết bằng một bản án nên không thể kê biên. Trong quá trình kê khai đo đạc có mặt nhóm người được thi hành án, riêng bên phải thi hành án chỉ có bà Võ Thị Thủy Tiên, còn ông Lưu Văn Nam vắng mặt, mặc dù chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa đã triệu tập hợp lệ. Bà Thủy Tiên chứng kiến kê biên, xác định ranh giới với các hộ liền kề cũng như tài sản có trên đất. Tuy nhiên vấn đề cốt mắc chưa tháo gỡ được chính là phần đất chưa lại không kê biên của hai cụm mộ có trên đất. Những người được thi hành án cho rằng chỉ chừa ra 0,5 mét tính từ chân mộ. Ngược lại, bà Thủy Tiên lại cứ khăng khăng đòi cho bằng được để lại diện tích tương đối lớn. Cuối cùng, do đòi không được, bà tự bỏ ra về. Đoàn kê biên phải quyết định phần đất không kê biên. Sự việc này của cô Tiên rất là lâu. Nhờ cái cô gì đó, cô Hưởng cô gì đó, cổ thưa tới với đội thi hành án tỉnh Long An, rồi Đài Long An mới lên quay phim. Thì bây giờ mới tiến hành cái vụ mà kê biên. Kê biên tài sản để thi hành án chỉ là bước đầu, phần còn lại là chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa phải định giá tài sản kê biên, lựa chọn trung tâm thẩm định giá, đưa ra bán đấu giá và nhiều công việc khác phải làm. Bản thân em thì kiến nghị là cơ quan pháp luật phải làm cho trung thực, xác đáng để cho là người dân đừng có bức xúc nữa. Riêng hai thửa này thì em nhận thấy là cái nhóm tụi em là cái số tiền thủy tiền thiếu rất là lớn. Nhưng mà cái thửa đất này rất là nhỏ và nó gồm có 4 cái mã nữa. Nhưng mà cái việc mà khoanh dùng 4 cái mã này là em chưa được nắm, không biết là có đúng pháp luật hay chưa. Chi cục thi hành án Đức Hòa sẽ xử lý theo quy định của luật thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014. Nếu mà hai bên đương sự, bên được và bên phải thi hành án, họ tự thỏa thuận nhau về giá trị tài sản đã kê biên hoặc họ tự thỏa thuận lựa chọn cái tổ chức thẩm định giá thì chấp hành viên sẽ tiến hành lập biên bản ghi nhận sự thỏa thuận đó. Giá tài sản đã thỏa thuận thì coi như là cái giá mà khởi điểm để đưa ra bán đấu giá. Về cái thứ hai thì nếu mà hai bên không tự thỏa thuận được về giá trị tài sản đã kê biên hoặc là nếu không thỏa thuận được cái sự lựa chọn trung tâm thẩm định giá và nếu mà hai bên đương sự đã tự thỏa thuận lựa chọn được cái trung tâm thẩm định giá mà trung tâm thẩm định giá đó là từ chối không ký hợp đồng thẩm định giá thì sau 5 ngày làm việc kể từ ngày kê biên thì chấp hành viên sẽ tiến hành hợp đồng với tổ chức thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thi hành án. Theo mặt bằng giá trị đất tại địa phương, số đất đã kê biên so với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng mà ông Lưu Văn Nam, cha bà Võ Thị Thủy Tiên phải có nghĩa vụ phải thi hành án, so ra chẳng đáng là bao. Bên cạnh đó, để bán được đất còn phải cần thời gian khá dài. Nhưng dẫu sao cũng là động thái tích cực của cơ quan thi hành án. Đây không những là bài học đắt giá cho những người trong cuộc, mà nói chung mọi người phải hết sức cẩn trọng trong giao dịch làm ăn.